Chiều nay 11 tháng 2, đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng gồm 27 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện trưởng Đinh Thế Nam đã lên đường sang Campuchia tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Với phần lớn các cầu thủ lứa tuổi U21, huấn luyện viên Đinh Thế Nam kỳ vọng các học trò sẽ chơi tự tin nhằm khẳng định bản thân và phấn đấu cạnh tranh suất lên tuyển U23 chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 và vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tháng 6 tới. Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp U23 Singapore vào ngày 19 tháng 2. Sau đó 3 ngày, ngày 22 tháng 2, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ chạm trán đối thủ U23 Thái Lan. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14 đến 26 tháng 2 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Các trận đấu được tổ chức trên sân Morock Techo và Prince. Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 3 đội nhất mỗi bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng bảng vào vòng bán kết.